Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình TV Shopping. Và chị Trang này, không biết là chị Trang có cảm thấy là chỉ còn một tháng nữa thôi là đến Tết rồi. Và ở cái thời điểm này thì chị em thi nhau nào là đi làm đẹp đón Tết, làm tóc rồi đi spa, dưỡng da. Nhưng mà còn chị thì tôi có thể thấy là chị đang khá rửng rưng. Có lẽ bởi vì chị đang sở hữu một làn da trắng sáng tự nhiên mịn màng, rất đáng ngưỡng mộ. Và bản thân tôi thì cũng đang rất tò mò và muốn hỏi chị là bí quyết dưỡng da của chị Trang như thế nào. Thì chị có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang xem đài được không ạ? Vâng, đầu tiên thì xin cảm ơn những lời khen của anh Âu Việt. Và Thu Trang thì đã và đang sử dụng combo dưỡng trắng tự nhiên đến từ một thương hiệu mỹ phẩm có tên là Zenna. Combo dưỡng trắng Zenna thì sẽ bao gồm sữa tắm truyền trắng Zenna Pre-Shower, kem dưỡng trắng bật tông Zenna Body Lotion Cream, viên uống ức chế nám Zenna Beauty Day và cốm uống bổ sung trắng da Zenna Ultra Collagen. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến sản phẩm cốm nước Zenna Ultra Collagen được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chứng nhận FDA của Hoa Kỳ, cùng với sự kết hợp nhiều hoạt chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất được chiết xuất từ 22 loại rau củ quả tự nhiên. Sản phẩm này thì sẽ đáp ứng được mong muốn chăm sóc làn da của hội chị em chúng ta. Một điểm nổi bật nữa của sản phẩm Zenna Ultra Collagen này mà Thu Trang nhận thấy là nó khác rất nhiều so với những sản phẩm bổ sung collagen khác. Đó chính là hàm lượng collagen lên đến 15.000mg trên một hộp. Và vì vậy thì sản phẩm này sẽ cung cấp đủ lượng collagen hàng ngày mà cơ thể phụ nữ có thể hấp thụ được tối ưu. Và bản thân tôi thấy ở đây có một sản phẩm nữa là dạng viên uống đúng không chị Trang? Dạ vâng, đúng rồi, chúng ta còn có một dạng viên uống nữa và đây chính là viên uống sáng da mờ nám Zenna với các thành phần cũng được nhập khẩu chiết xuất thuần tự nhiên, đảm bảo lành tính và an toàn cho mọi người. Sản phẩm giúp ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin, đồng thời kích thích sinh sản sắc tố melanin sáng màu, hỗ trợ giảm sạm nám, giúp da đều màu hơn, sáng hơn và hỗ trợ chống oxy hóa hay là làm chậm quá trình lão hóa, cũng như cải thiện tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ cho các chị em thưa quý vị. Tiếp theo thì đây mới chính là bộ đôi át chủ bài đã tạo nên làn da trắng sáng của tôi thưa quý vị. Không thể không kể đến đó chính là cặp đôi sữa tắm truyền trắng Zenna Pre-Shower và kem dưỡng trắng bật tông Zenna Body Lotion Cream thưa quý vị. Và chúng ta chỉ cần dùng sữa tắm Zenna thôi thì sẽ giúp cho quý vị có thể làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn bám trên da, cấp ẩm, làm dịu mát và mềm mịn da, làm trắng da, đồng đều sắc tố cho da và lưu hương trên da lên đến từ 6 cho đến 8 tiếng đồng hồ cơ ạ. Dạ vâng ạ, và quý vị cũng đừng quên kết hợp sử dụng cùng kem dưỡng trắng bật tông Zenna Body Lotion Cream nhé. Và theo như Thu Trang được biết thì hiện tại công ty đang có chương trình khuyến mãi Tết vô cùng là hấp dẫn. Và chỉ trong TV Shopping của ngày hôm nay thôi, combo sản phẩm dưỡng trắng Zenna trị giá 2.340.000 đồng sẽ giảm chỉ còn 1.990.000 đồng mà thôi khi quý vị nhập mã VTC6 quý vị nhé. Một giá bán vô cùng hợp lý đối với những sản phẩm dưỡng da hiệu quả hàng đầu như thế này thưa quý vị. Quý vị còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay từ hotline 092-625-9999 để được các chuyên viên tư vấn miễn phí, hoặc truy cập vào website jenna.vn hoặc fanpage jenna.vn để sớm đón nhận một làn da trắng sáng không tì vết quý vị nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.